Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một đám cưới khủng tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Thực đơn bữa tiệc gây choáng với những món ăn, sơn hào hải vị như cua hoàng đế, bào ngư, cá hồi áp chảo, trâu trao vừng. Ngoài ra, mâm cỗ cưới cũng không thể thiếu những món ăn truyền thống như gà hấp lá chanh, xôi lại mật, canh bóng cổ truyền, chè xương sa. Theo tìm hiểu, đám cưới được tổ chức tại sân bóng Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, với sức chứa 1.500 khách mời. Hàng trăm nhân viên làm việc liên tục trong nhiều ngày. Đại diện nhà hàng tiết lộ đã cung cấp hơn 100 con cua hoàng đế và hơn 1.000 con bào ngư cho tiệc cưới này. Đây đều là những loại hải sản hảo hạng được nhập khẩu từ nước ngoài với giá đắt đỏ, với giá hàng triệu đồng 1 kg. Trên các hội nhóm mạng xã hội, người dùng mạng bình luận sôi nổi về thực đơn của đám cưới. Nhiều người nói đùa, đi đám cưới cũng thấy áp lực, nhìn độ choáng ngợp từ rạp cưới đến thực đơn, nhân viên. Nhiều người cũng gửi lời chúc mừng đến cô dâu, chú rể.